Hello mọi người, trong video ngày hôm nay Ngân sẽ làm rau câu cà phê nước cốt dừa. Thì để làm cái món này ở đây Ngân đã chuẩn bị là hai gói rau câu. Đây, một gói Ngân sẽ dùng với lại cà phê và một gói Ngân sẽ dùng với nước cốt dừa. Thì ở cái gói rau câu này á, nó sẽ có hướng dẫn sử dụng phía sau là bao nhiêu đường và bao nhiêu nước. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Ngân á, thì ở trong đây họ hướng dẫn là 1 lít nước. Thì mình chỉ sử dụng 500ml thôi nha mọi người. Mình sẽ đổ theo cái nước của nó thì nó sẽ không có dai rau câu. Đây là cái kinh nghiệm mà Ngân có đổ rau câu mấy lần rồi. Đây, Ngân sử dụng hai gói. Một gói cà phê. Đây là 250g đường và một lon nước cốt dừa. Rồi, và là nguyên liệu của chúng ta xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nấu luôn nha. Đầu tiên thì Ngân sẽ cắt một gói. Ngân trộn với lại bột cà phê ha. Mình trộn khô ở ngoài cho nó đều trước. Đây. Dùng nửa gói thôi mọi người. Và Ngân sẽ trộn với lại đây 250g đường thì Ngân sẽ dùng cho hai gói luôn. Thì bây giờ Ngân sẽ đổ phần nửa vào gói này trước. Đó. Mình có thể gia giảm cái lượng đường theo cái khẩu vị và theo sở thích của mình nha. Phần nước cốt dừa thì Ngân cũng sẽ cắt cái gói này. Ngân trộn với đường. Đổ hết cái lượng đường còn lại vào luôn. Trộn đều lên. Cái nước cốt dừa dạng lon này mọi người thì nó béo hơn là cái nước cốt dừa mà mình mua về mình vắt. Và cái độ ngọt nó thì không có, cho nên là nó chỉ béo béo thôi. Cho nên mình cứ cho đường bình thường, mình không có sợ là nó sẽ cái này vô nó sẽ ngọt cắt thôi ha. Rồi bây giờ Ngân sẽ cho luôn 500ml nước vào đây. Ngân cho cái phần bột cà phê với lại rau câu á, mình đã hòa và mình đã quậy vào với nhau rồi đó. Mình cho vào đây. Ngân quậy cho đều nha. Sau khi hòa tan thì Ngân sẽ cho lên bếp và Ngân đun cho nó sôi lên thôi mọi người. Bây giờ về cái phần mà nước cốt dừa thì Ngân cũng cho vào đây 500ml nước. Ngân cũng sẽ cho hết cái lượng rau câu lúc nãy vào luôn. Khuấy cho nó tan ra. Rồi bây giờ Ngân sẽ bắt cái nồi này lên bếp và mình nấu cho nó sôi. Đến khi nào mà nó hơi kẹo lại là được nha mọi người. Đó, mình mà trong lúc nấu mình phải khuấy đều tay. Mình khuấy nhẹ nhẹ là mình khuấy hoài luôn. Tại nếu các bạn không khuấy nó sẽ bị khét ở dưới đích và nó bị vón cục lại. Đồng thời bên cái phần mà nước cốt dừa Ngân cũng bắt lên bếp và quậy nấu cho nó sôi luôn ha. Đó, mọi người cho nó thấy nó sôi và nó hơi sệt sệt lại là như thế này luôn. Sau khi rau câu mình nấu xong á, thì Ngân sẽ cho cái lớp cà phê đầu tiên ha. Thì khi nào cái lớp này nó khô lại á, nó hơi se cái mặt lại thì Ngân sẽ cho lớp thứ hai. Mình cứ làm như vậy lần lượt đến hết cái lượng rau câu của mình thì thôi. Đây là cái lớp thứ nhất nè.
Đây là cái rau câu sau khi Ngân đã bỏ tủ lạnh 30 phút nè mọi người. Đó, nó đông lại cứng luôn. Rồi bây giờ Ngân sẽ lấy nó ra, chỉa ha, mình rọc 4 đường như vậy nè, rồi mình ụp nó xuống là nó ra thôi. Đó, trời đẹp quá à. Nè mọi người xem nè. Đó, nó không có bị tách lớp luôn á. Nhìn ngon chưa? Và hôm nay bé Gấu sẽ tham gia chung cái clip ăn rau câu với mọi người. Đây. Bây giờ Ngân sẽ cắt cái phần rau câu này ra và Ngân với bé Gấu sẽ ăn, rồi sẽ nêu cảm nhận cho mọi người ha. Cái này trước đây. Ồ. Hãy cắt cả em hãy này. Ừ. Đây là mọi người, bên trong Ngân cắt ra nè. Đây. Nó rất là dai và nó kiểu nó dẻo luôn á mọi người. Rất là một miếng. Bây giờ Ngân sẽ cắt cho bé Gấu một miếng ha. Ấy da, trời ơi, cắt gớt tưng tưng luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Vậy hai em làm gì vậy? Hai em dắt cho con đi. Mở mày cho con mắt ăn đó. Ừ. Bà nói là không nghe bà nói cái gì luôn á. Đây, miếng thịt của bé Gấu. Nè, cho con này Gấu. Gấu hãy cho con cái đĩa này nè. Đĩa này à? Ừ, Gấu ăn đi. Dạ. Gấu ăn đi, Gấu nói coi nó ngon không. Con ăn vậy rồi sao cô chú thấy mặt con được? Để cho thấy mặt bé Gấu. Bà mở bà ăn kìa. Mời mọi người nha. Dai dai giòn giòn á mọi người, ngon lắm luôn á. Rồi à, hôm nay hai cô cháu làm cái tóc cúp bò. Nhớ không? Không. Dạ ngon. Dạ, dạ. Thật sự á mọi người, nhiều cái gói mà mình mua về á, mình sẽ hay xem trong cái hướng dẫn sử dụng của nó. Nhưng mà riêng cái rau câu á, mọi người đừng tin theo những cái gì hướng dẫn sử dụng trong cái bao bì. Tại vì ở trong đó nó ghi là 1 lít nước là mọi người chỉ cần sử dụng phân nửa cái lượng nước trong cái gói nó hướng dẫn sử dụng là ok. Mọi người mà đổ đúng 1 lít nước là đảm bảo cái rau câu mình là lấy muỗng múc ăn luôn. Khỏi không có cầm được giống vậy không? Nó tưng tưng đã lắm luôn á. Mà chắc xin phép cầm ăn đi chứ cầm đĩa cực quá. Có ăn đĩa được không? Ăn đĩa nhờ. Ủa? Còn hết rồi đó hả? Đâu ăn hết từng cục rồi đó mọi người. Cái rau câu này á thì mọi người cứ như cái công thức của Ngân làm. Hết rồi hả con? Hay cắt cho Ngân khúc nữa nha. Cho khúc nữa nè.
cái rau câu này mọi người cứ như cái công thức Ngân làm, mình có thể thay thế cà phê và sữa bằng lá dứa cũng được, sữa đặc cũng được, hoặc là giống như cái công thức của Ngân mà mọi người cho trái cây vào á, mình làm rau câu trái cây á, rất là ngon luôn á mọi người. Gói bằng bây giờ 2 cục. Dạ, có ăn lâu. Nó mặc 2 cục cho ăn. Có được 2 cục luôn. Nói chuyện mà phải phiên dịch, sợ mọi người không hiểu. Đây còn nguyên một tảng hơn chưa cắt luôn nè. Nè. Nó không bị tách lớp luôn ấy mọi người. Nhớ là em còn ăn bạn 2 cục cho anh. Con không có được, con bóc tay con em cũng được con. Bỏ nĩa ra đi. Bóc tay ăn đi. Gắn nĩa được không? Có gì vậy? Em đàng hoàng nha. Mọi người mà cho mấy bé nhỏ mà ăn nĩa hoặc tâm á, thì mình cũng nhớ để ý mấy bé. Tại vì cái đầu này của nó nè, nó nhọn á, cẩn thận mấy bé nha. Bé gấu thì ăn kiểu như ăn thường xuyên luôn rồi, kiểu rồ luôn rồi. Cho nên Ngân cũng rất yên tâm khi cho bé gấu ăn nĩa. Ngon ha. Dạ. Chỉ là con hài nhắn con ăn cục bộ con hát hơn. Nói gì cũng hiểu. Con được không có sẵn nĩa ăn rồi, con lấy tay con bóc đi. Con được con là 2. Cái làm rau câu này là Ngân làm theo yêu cầu. Em có yêu cầu cũng, em yêu cầu chị cũng khá lâu rồi. Và sorry em đến bây giờ chị mới có thể làm được. Tại vì chị cũng có hơi nhiều việc lo bu tí xíu. Nhưng mà có trả nợ rồi nha. Có cần hơn không? Này đút cho. Không chịu hả? Không chịu cho đút luôn. Mùi nước cốt dừa thơm ghê luôn á. Bữa Ngân cũng có chia sẻ với mọi người mà Ngân làm cái gì mà có liên quan đến nước cốt dừa á, là Ngân đều dùng dạng lon hết. Tại vì đối Ngân cái dạng lon rất là thơm. Thơm lắm không biết. Cái thành phần nó có những nó có bỏ hương vani ấy, mọi người, rất là thơm. Mà nó tiện nữa. Mình chỉ có khui ra mình xài thôi, không có như là cái nước cốt dừa mà người ta nạo ngoài chợ á, mình phải về mình vắt rồi ôi đủ thứ công đoạn á. Ngân cũng hơi lười. Dở quá ta. Ăn hết cái miệng đi con. Ngân ăn sắp hết cục thứ 2 luôn rồi mọi người. Con ngồi xếp qua đây cô chú mới thấy con ngồi ấy mình đó đâu có thấy. Con phải nhìn cho camera kìa thấy không, để cô chú mới thấy con. Nó ngồi hỏi nẹo tùm lum hết trơn á. Hôm nay có khách mời Nhí á, cho nên là cái video này nó hơi lộn xộn ha. Hơi nhoi. Bắt cái chị chứ. Chị gái nè. Bé gấu là cháu Ngân á, nên nay nó chơi với Ngân một vài tuần. Cho nên là chắc có lẽ những video sắp tới của Ngân sẽ đưa bé gấu vào trong video luôn nha. Cháu chịu không? Chịu. Cháu chịu. Miếng cuối cùng của bé gấu hết rồi. Yeah, trời ơi, con ngồi vậy cô chú đâu thấy con đâu kìa, thấy không đó, nó ăn mà nó nghỉ mệt, ăn có 2 cục rau câu mà nghỉ mệt mọi người. Này để dành cho con ngon cho gấu ăn ha. Con nhìn cho chỗ này nè, con đừng có nhìn trên màn hình, con nhìn cho chỗ này nè, thấy không? Nhá hết trong miệng đi rồi chào cô chú nè. Nhá hết trong miệng đi. Chào cô chú. Nhá hết đi rồi mới chào được. Con nhai một hổng sao chào. Nhá hết đi. Nuốt hết đi rồi mình chào. Hết rồi. Hết rồi, rồi con ngồi thẳng lên nè. Chào cô chú nè. Chào cô chú. Con chào cô chú. Ngân xin kết thúc cái video clip làm rau câu tại đây ra mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết cái clip của Ngân. Hãy nhớ cho Ngân một like và một lượt subscribe kênh nha mọi người. Hẹn gặp mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha.